Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tín dụng tăng trưởng thấp là chủ đề xuyên suốt của hội thảo tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội. Tính đến hơi tháng 6, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 12,5 triệu tỷ đồng, tức chỉ tăng 4,7% so với đầu năm, bằng một nửa tốc độ của cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ đã 4 lần giảm lãi suất điều hành trong năm nay nhằm hạ mặt bằng chi phí cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng ảm đạm. Có điều kiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hạ lãi suất điều hành. Nếu không, các ngân hàng thương mại sẽ phấn đấu giảm lãi suất cho vay dựa trên giảm chi phí, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú. Tuy nhiên, giảm lãi suất chỉ là một phần của vấn đề mà theo Phó Thống đốc chưa đủ để kéo tăng trưởng tín dụng đi lên. Bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nói doanh nghiệp khó khăn tứ phía sau gần 3 năm Covid-19, cộng thêm tình hình kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế sụt giảm mạnh. Những khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và VN Express thực hiện cho thấy 60% đều gặp phải tình trạng giảm đơn hàng, bà Mùi nói, nhiều doanh nghiệp vay tiền về cũng không biết để làm gì. Cũng theo góc nhìn thực tiễn của ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV, số phương án kinh doanh và dự án khả thi tiếp cận với ngân hàng ít hơn trước. Đây là nguyên nhân khiến tín dụng kém sắc so với mọi năm. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đồng tình khi cho rằng khó khăn đang khiến doanh nghiệp ngại vay vốn. Doanh nghiệp rất thực dụng, không có đơn hàng thì cần vay vốn làm gì, không phải cứ giảm lãi suất là vay, ông nói. Tuy nhiên, ông cũng nêu một số doanh nghiệp muốn vay không dễ tiếp cận do không đạt tiêu chí hoặc có tình trạng một số cán bộ ngân hàng gây khó dễ. Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, nhìn nhận các nhà băng khó cho vay do không được hạ chuẩn tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống. Thực tế, một số nhóm khách như bất động sản muốn vay nhưng vẫn vướng thủ tục pháp lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã thì có quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi. Sau thời gian kinh tế khó khăn, mức độ rủi ro bị đánh giá cao hơn khi hoạt động của doanh nghiệp khó chứng minh hiệu quả, bà cho biết. Tại hội thảo, ông Vũ Công Huân, Giám đốc Công ty Cổ phần HDC, một doanh nghiệp kinh doanh trong hai mảng xuất nhập khẩu thủy sản và phân phối trong nước, cho biết đơn hàng xuất nhập khẩu trong nửa đầu năm nay giảm 25% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này vẫn thiếu nguồn vốn để đẩy mạnh kênh bán hàng trong nước, song không được ngân hàng giải ngân đủ theo hạn mức đăng ký. Ngân hàng vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo, dù báo cáo tài chính tốt, dòng tiền từ đối tác khách hàng chưa bao giờ chậm trễ. Về vấn đề này, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, hạ điều kiện cho vay thì tín dụng sẽ tăng ồ ạt, nhưng hệ lụy là nợ xấu lập tức gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá chính sách tiền tệ không phải là đôi đũa thần, việc khơi thông nhu cầu vốn của nền kinh tế không thể dựa hết vào công cụ này. Ông nói, chính sách tiền tệ sẽ cố gắng điều hành linh hoạt những công cụ trong tay ngân hàng có, nhưng cần hài hòa nhiều yếu tố. Nếu chỉ biết nhìn trước mắt, theo ông sẽ hứng hậu quả trung dài hạn, có những hệ lụy khó chữa được, như câu chuyện nợ xấu từ năm 2009 đến năm 2011, mất chục năm vẫn chưa giải quyết xong. Đây là thời điểm theo Phó Thống đốc cần sự vào cuộc của các chính sách khác. Việc đẩy mạnh đầu tư công thông qua dùng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ giúp tín dụng chảy vào doanh nghiệp nguyên vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu đang gặp khó, cần tới chính sách hỗ trợ tiêu dùng nội địa từ Bộ Công Thương. Tại hội thảo, chuyên gia cũng cho rằng các giải pháp thúc đẩy nhu cầu vốn nên hạn chế cách tiếp cận hành chính mà cần dựa trên cơ chế thị trường. Theo đó, cần có các giải pháp thúc đẩy kinh tế thực, thúc đẩy nhu cầu trong nước trong bối cảnh kinh tế đối ngoại khó khăn. Ông Kentut Ariadi Kasuma, chuyên gia tài chính cao cấp của Ngân hàng Thế giới WB cho rằng, sức cầu yếu cần kích thích thông qua chính sách kích thích tổng cầu, thông qua chính sách tài khoá mở rộng hơn. Việc thực hiện các giải pháp về phía cung qua chính sách tiền tệ có những nguy cơ trong môi trường sức cầu yếu. Bên cạnh đó, việc cố gắng thúc đẩy tín dụng cao trong môi trường cầu yếu đồng nghĩa chuyển tín dụng vào phi sản xuất, dễ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn. Thay vì tập trung tăng trưởng tín dụng, cần tập trung vào lĩnh vực có năng suất cao, ông Kentut chia sẻ. Trong bối cảnh tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng chậm, mới tăng 4,73% so với cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước vừa có động thái giao thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%. Thực tế cho thấy, do tác động bất ổn của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp, người dân đang hết sức khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2023 thấp nhất trong 10 năm gần đây. Trước bối cảnh thị trường khó khăn, tín dụng tăng thấp,
thì áp lực lãi vay vẫn khá cao. Hiện, lãi suất cho vay doanh nghiệp phổ biến ở mức 9-12% tùy từng phân khúc khách hàng. Chuyên lĩnh vực ưu tiên có lãi vay thấp hơn, các doanh nghiệp cho rằng mức lãi suất này vẫn ngoài tầm với của họ và cần giảm thêm. Theo nhận định của công ty chứng khoán MyBank IB, MSVN, ước tính theo chỉ tiêu mới, quy mô tín dụng có thể giải ngân trong nửa cuối năm 2023 bình quân khoảng 180.000 tỷ đồng mỗi tháng, cao hơn so với con số 122.000 tỷ đồng nếu tính theo chỉ tiêu tăng trưởng 11% công bố trước đó. Dư địa để tăng trưởng tín dụng lần này được thông báo ngay từ giữa năm, nhưng dường như chỉ có tác động tâm lý trong thời điểm hiện tại. MSVN cũng dự báo rằng tổng tín dụng ước tăng cao nhất 12% trong bối cảnh các động lực cho vay chính chậm lại trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất, tiêu dùng. Căn cứ trên dữ liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng 6, tín dụng đã tăng thêm 1,07%, trong đó riêng 3 ngày cuối tháng tăng 0,17%. Nếu xét theo số tuyệt đối, dư nợ tín dụng trong 10 ngày cuối tháng 6 đã tăng gần 127.600 tỷ đồng, tương đương 34% tổng mức tăng từ đầu năm đến ngày 20 tháng 6 2023. Nhìn lại các con số để thấy rằng, dường như tín dụng đang bắt đầu có xu hướng tăng tốc sau giai đoạn trì trệ trong những tháng đầu năm nay. Nguyên nhân có thể là do khả năng nhu cầu vay vốn đang dần khởi sắc sau một loạt chính sách, giải pháp hỗ trợ, kích thích nền kinh tế gần đây. Định hướng chính sách tài khoá mở rộng song hành với chính sách tiền tệ nới lỏng trở lại. Dù Ngân hàng Trung ương nhiều nước vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, sẽ bắt đầu có những tác động rõ nét hơn trong giai đoạn tới. Vấn đề hiện tại chỉ là rào cản lãi suất vay. Sau 4 lần hạ lãi suất điều hành, thị trường các tổ chức phân tích vẫn kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ thêm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất điều hành mức 4% trong quý 3 2023. Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, bối cảnh hiện nay đã khác nên lãi suất cho vay khó có thể quay về thời điểm trẻ. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn còn dư địa giảm thêm lãi suất. Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Hiệp hội Ngân hàng mới đây, các tổ chức hội viên đã đồng thuận cam kết giảm lãi suất và chia sẻ những kết quả đạt được trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, sau khi Ngân hàng Nhà nước nới râm tín dụng và có các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 1,5% một năm. Đây là một trong những nỗ lực của các tổ chức tín dụng nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó kích cầu tín dụng cuối năm. Trong giai đoạn cuối năm, các ngân hàng đều bày tỏ đồng thuận với lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng về việc giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2%, đồng thời xem xét giảm phí, lệ phí và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.